Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha nay là chiều ngày thứ thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2023 Chúc anh em có những buổi chiều làm việc thật là vui thì à, lời đầu tiên mình cảm ơn các anh em đã rất là nhiệt tình gửi um, đồ cũ đến cho mình thanh lý thì hàng của anh em sử dụng mình biết là anh em cũng rất là yêu quý nó khi mà buộc phải nâng cấp lớn lên anh em chia tay với nó thì anh em cũng rất là buồn anh em gửi gắm một cái niềm tin vào một cái chỗ nào đó để thanh lý món hàng thì cũng là rất là đáng đo cảm ơn mấy anh em đã lựa chọn bên miền tây sola thì uh, mai mốt anh em có gửi cho mình anh em nhớ gói cẩn thận uh, càng cẩn thận thì món hàng nó càng uh, được dễ bán hơn và đến tay của người tiêu dùng uh, nó càng đẹp mắt hơn uh, mình ví dụ đơn cử như cái này đi À, lúc nãy có ông anh ông gửi cho mình anh này ở long xuyên ông gửi cho mình cái con này à, chung với con này nhưng mà ảnh không có lót để cách con này với con này không có cách rời ra mà nó dính chùm đó anh em làm cái mặt dưới của con này nè nó làm trầy con này anh em thấy nó trầy một vài nơi nè trầy như thế này thì hiển nhiên là không có ảnh hưởng tới chất lượng đâu nhưng mà nó nhìn nó trầy trầy thôi ha à, nó mất đẹp thì cũng không phải là mất đẹp mà nó xấu đi thì cũng không phải là xấu đi Uh, nhưng mà mình để nó 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 không trầy thì tốt hơn ha. Ở đây nó có trầy trầy một vài chỗ. Nhỏ thôi anh em. Tại vì cái này là phai nhôm mà, mặt phai nhôm. Cho nên nó trầy một chút xíu thì nó cũng vẫn là nhôm, cũng không sao cả. Chỉ là nước sơn bên ngoài thôi. Thì uh, mình giới thiệu với mọi người đây là con kích 2000. Uh, con kích 2 2000. Từ 24 lên 220 nha. Kích 2000 Bit Power lên 4000 của hãng uh, danh tiếng Suor. Thì bữa nay mình cũng có nhiều con lắm toàn là à, độc độc không à. à như cái con này là chiều mình cân là 10kg nè 2 triệu mốt bao ship cái con kế bên, bên nhìn mới hơn nhưng nhẹ hơn là 8kg cũng 2 triệu mốt bao ship đó là con hai ba à, à, trong một hai con ba trong một à, của hãng à, Hiu Việt Nhật ha thì à, nó là ba trong một cho nên là anh em biết rồi nó sẽ gọi là à, đa chức năng ở trong cái con đó ha à, đây có hai con nha gắm đèn cho anh em dễ thấy con này 10 kg nó 8 kg nha à, kg nha mọi người chứ còn hai con đó nói về kw đó thì nó kích đầu ra của nó có một kg rưỡi thôi và nó là 2 kva ha lắp đựng ký hai pin gọi đây con này con này là ấn kích sen bao mà ấn kích sen bao hệ 48 em bán 2 triệu 8 bao ship nè con này là như con mới luôn nha như là hàng mới luôn ha hệ 48 2 triệu 8 bao ship còn bây giờ thì em uh, chuyển qua con này rồi. Uh, con 2KVA. Uh, Bitbower bốn 4000 nha. Của hãng Suer. Con lúc nãy là hãng CN3 mà hệ 48, còn này là hãng Suer hệ 24. Thì uh, nói chung là nó cũng hơi bị cũ cũ lý do là tại vì người ta xài, xài thời gian nó nhìn nó hơi cũ. Trầy xước thì chỉ có chỗ trầy nãy em nói với mọi người là do vận chuyển lúc nãy. Em dỡ ra thì em thấy cái đó nó cạ vô cái này bị trầy trầy. Cái miếng tem á, là còn nguyên luôn nha anh em cái tem nè tem bảo hành là còn nguyên nha rồi hai cái trạm điện này mình đã đấu vô rồi à, quạt bọng đồ là còn mới tinh ha quạt còn mới tinh nhưng mà mấy con ốc này hơi bị xét nè ốc này nó bị xét theo thời gian mọi người tại xài nó phải xét thôi thì anh này anh gửi tới là ảnh không có gỡ dây luôn ảnh vẫn còn để con này dính với con này luôn mình mới dặn ra cho anh em nhìn thấy nó thoáng mát hơn xíu dây nhợ là anh gửi tới y gan luôn nha nghĩa là người ta đang xài rồi người ta lấy con bó quơ ba ký hai của em rồi người ta thanh gửi em thanh lý cái này Người ta đang xài luôn nha mọi người Em nhắc lại là người ta đang xài đó Rồi người ta gỡ ra người ta nâng cấp lên Chứ không phải là đồ dây chai Đồ gì tầm bậy nha anh em Ở Nhiều bạn mua hàng cũ Mà mua hàng cũ với cái tư thế gọi là Giống như đi mua hàng dây chai nha mọi người ờ, Mua chúng Không phải mua chúng mà là Đi mua hàng cũ mà tư thế giống như là mua hàng rẻ Hàng dây chai hàng gì á ờ, Giá ví dụ như con này giá gốc của nó là đâu 3 triệu rưỡi 3 triệu 8 đi con này giá gốc 3 triệu 8 Anh em muốn mua con này chừng 800 ngàn Đó mua theo kiểu dây chai anh em cân sát dụng Không phải nha Những con này là người ta đang xài Người ta mua mới về người ta xài rồi người ta gửi xuống Gỡ xuống người ta gửi em thanh lý Chứ không phải là nó là hàng cũ chứ không phải là hàng da chai Cũng không phải là hàng hư Cũng không phải là hàng rác luôn nha Anh em mua thì cẩn thận Nhiều anh em uh, vô comment rất là đau lòng nói, Tôi ghé kênh anh này tính kiếm cái gì rẻ rẻ bèo bèo mua mà thấy thanh lý mắc quá hồi lần sau không ghé nữa đó em thanh lý chứ em không có nói là em thanh lý cái giá bèo da chai em thanh lý là nó sẽ uh, đơn giản là như thế này thường thường hàng của anh em xài khoảng 5, 2 năm hai năm thì em sẽ thu lại phần nửa giá của nó ví dụ như đó anh em mua 4 triệu em thu lại hai triệu em nói thẳng luôn đó, mà cũ cũ nha còn mới tin là em mua thu lại cao lắm nha mới tin là thu lại rất là cao còn cũ cũ là em thu lại nửa giá rồi sau đó em sẽ bán lên 2 phần 3 giá Em ví dụ như 4 triệu, em thu lại 2 triệu nhưng mà em bán lên là 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6, 2 triệu 7, 2 triệu 8 gì đó. À, mọi người à, nghĩ ở à, nãy lại tới 5 trăm ngàn một một con. Anh em nghe 500 ngàn, nghe ớn nhưng mà thực chất á em mang về em còn làm đủ thứ chuyện trên đời em mấy em mới bán chứ không phải là là em để vậy em bán nha mọi người. À, chưa tính tới những con mà nó bị hỏng vặt này kia phải sửa lại nữa. Đấy. Đó là những con giá trị kinh tế lớn còn những con mà nhỏ nhỏ tiền ít cỡ nhưng triệu 1 triệu mấy như con này thì lời lớn chừng trăm hai trăm thôi em chứ đâu có vấn đề đâu có nhiều thấy không thôi em trở lại với con này thì uh, đó em em tưởng tượng như con này 4 triệu đi em thu là hai triệu về em bán cho anh em hai triệu ba nè hai triệu ba bao ship em nói giá luôn ha đó, đơn giản thế nó nhanh gọn lẹ ha anh em nào mua được mua Hãy 24 em đã kẹp hai cái bình của em vô nè kẹp hai cái bình vô và qua con này nó chạy nãy giờ im rủi luôn. Rồi qua điện địa... 228V nha. 228V. Đó. Đầu ra chuẩn 228V ha. Lúc này em lấy cái này để em để cho mọi người xem cái vôn nó dễ chứ để gắn cái em amb... amb... kìm kia kì vô rồi anh em không có thấy. 227V ha, 228 227. Đó, nó có thể giảm một vài vôn lý do là cái bình của em nó không có nhiều điện đâu. Lát nó hết điện cái nó giảm xuống. Đó. thì nó uh, test thì vậy thôi cắm bên kia rồi cắm bên đây bên đây khó cắm hơn do ở cổng bên đây là khách không có thường xài cho nên nó còn hơi bị gắt lắm cổng bên kia thì nó hơi ấy hơn rồi 207 v đó hàng chạy chuẩn chỉ nha em sẽ bán cho mọi người là 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 hai triệu ba em bao ship nha xua sure. hiển nhiên là mấy cái này xin chuẩn anh em đừng có hỏi em chuẩn vuông nữa nha hiển nhiên là mấy cái đẳng cấp tất cỡ này rồi cái này mua mới anh em cũng mua cầu 4 triệu thì chắc chắn nó phải chuẩn rồi còn cái con sen bao lúc nãy em mua mới còn bốn triệu tư bốn triệu rưỡi đó, giá rất là cao tại vì những con này là con hàng xịn. Người ta còn nguyên tem cho nên em không có gỡ ra cho mọi người coi cái nội thất chứ mấy con này ta nhìn nội thất là hết hồn luôn. Rất là đẹp, chảy nước miếng luôn anh em. Còn cái con này á nó đi chung bộ nè. Thì nó hơi cũ nha, em sẽ lao lại rồi mới bán cho mọi người. Nhưng mà em thấy con này nó hơi cũ hơn so với con ở nhà em đang có. Cái con ở nhà em đang có nó mới hơn. Con này hơi cũ hơn em bán cho mọi người 1 triệu 2 thôi. Ha, một triệu 2 em bao ship nha. Nhưng mà em lao đồ đàng hoàng mới bán cho mọi người nha Hiện tại em chưa thử luôn á Nhưng mà hiện tại là người ta đang Nó đang còn chạy gửi gửi xuống đưa đưa em bán Cho nên là chắc chắn là nó còn ok Ha Và chút xíu nữa em sẽ thử Em sẽ thử nó Đó thì mọi người mua con này em sẽ bán cho mọi người con này Với giá là 1 triệu hai bao ship Đó cái này là con sạc thần thánh 45A nha anh em Chứ không có xa lạ gì đây hết nha Đó cái tem bảo hành còn nguyên luôn nè Tem còn nguyên luôn Sạc thần thánh 45A đó Hơi cũ nè bán 1 triệu hai bao ship nè còn cái cái con hôm bữa em em có lại con rất là mới, con đó em bán cho mọi người 1 triệu tư em bao ship anh em nào đam mê thì hãy liên hệ em đó, hàng này là hàng khách đang xài gỡ xuống gửi em thanh lý nha chứ không phải hàng bãi rác nha mọi người đừng có nghĩ em chui vào bãi rác em lụm này ra cái em về em sửa em bán cho mọi người cũng có nha đó, hàng hàng mà bãi rác mà sửa là em sẽ nói là hàng đó em sửa lại còn những con này là khách đang xài tem bọng rồi nó còn nguyên hết luôn á em xin chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người những video lần sau. Trên bàn có ba con, con này 2 triệu ba nè, đang chạy ha. Con này là một triệu hai bao ship nè. Còn cái con này em sẽ bán cho mọi người là 3 triệu rưỡi em bao ship. Thì con này em sẽ quay vào một cái lúc khác. Đây là con Suer 3 trong 1. Uh, Hybrid. em tính quay con đó nhưng mà bây giờ trời không có nắng quay con đó nó cũng kẹt. Như quay con này thì không có nắng quay được nè. con này thì không có nắng cũng có thể quay được. Nhưng mà con đó là phải có nắng để anh em coi nó chạy đồ chuẩn chỉ như thế nào này kia thời gian nó hơi mất thời gian còn đó chắc sáng mai em sẽ giới thiệu cho mọi người ha ba điều rưỡi bao xếp nha thôi em xin chào anh em em hẹn gặp mọi người những video lần sau nhé.